Người phụ nữ bí ẩn luôn sát cánh bên vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ là ai? Từ vụ kiện của tập đoàn Trung Nguyên đến 3 năm giải quyết cuộc ly hôn nghìn tỷ, bên cạnh vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ luôn xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ lớn tuổi nhã nhặn. Người phụ nữ đó là ai mà khiến cho chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên lại tin tưởng giao phó việc hệ trọng của mình? Đó là luật sư Trương Thị Hòa, thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh vào nghề từ trước những năm 1975. Bà Hòa được xem là nữ luật sư đại thụ có mặt từ giai đoạn đầu tiên của đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bà còn là nhà nghiên cứu nổi tiếng và là nhà báo lâu năm. Không chỉ tham gia giải quyết nhiều vụ kiện về kinh tế doanh nghiệp, luật sư Trương Thị Hòa cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc bào chữa cho các vụ ly hôn, đình đám của đại gia. Tham dự phiên tòa ly hôn và phân chia tài sản của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên, luật sư Hòa luôn sát cánh cùng ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong trang phục áo dài truyền thống, học vét đỉnh đạt, toát lên phong thái nhã nhặn thông minh. Qua quá trình tranh luận tại tòa, bà Hòa cũng luôn ngồi chăm chú, lắng nghe phản biện, ghi chép cẩn thận và đưa ra nhiều lý luận, thấu tình đạt lý khiến cho nhiều người phải gật gù. Theo đó, luật sư Trương Thị Hòa đã quen biết và gắn bó với ông Đặng Lê Nguyên Vũ từ những buổi đầu ông Vũ khởi nghiệp kinh doanh. Sau đó, bà cũng trực tiếp tham gia nhiều vụ kiện về vấn đề tại tập đoàn Trung Nguyên. Trao đổi với phóng viên, bà Hòa lần nữa xác nhận mình chính là luật sư bảo vệ pháp lý cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong vụ ly hôn nghìn tỷ lần này. Tại phiên họp ngày 22 tháng 2 năm 2019, luật sư Hòa nhận mình là luật sư của những vụ ly hôn đại gia. Bà chia sẻ, tôi đã tham gia khá nhiều vụ ly hôn đình đám với khối tài sản khổng lồ của giới nhà giàu và nghệ sĩ. Tuy nhiên, vụ kiện của ông Vũ và vợ mình có lẽ là vụ kiện lớn nhất trong đời làm luật sư của tôi. Những người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh biết nhiều đến tên tuổi của luật sư Trương Thị Hòa, bởi bà thường đi trò chuyện chuyên về đề tài pháp luật từ các phường, xã đến quận, huyện, thành phố. Trao đổi với báo Lao động về luật sư, nữ gạo cội hào hứng kể giai đoạn những năm 1990, khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh buông ra làm ăn nhưng đều không tranh luận. Vậy nên bà đầu tắt mặt tối, đang đang trò chuyện pháp luật với tiểu thương, cửa đối và về thủ tục pháp lý cho quá nhiều trường hợp, xếp hàng để thắc mắc. Dù sớm thành danh và nhận nhiều lời mời bảo vệ thân chủ trong các vụ án kinh tế lớn, nhưng với bà Hòa, mối quan tâm lớn nhất của cuộc đời bà vẫn là những người nghèo. Nhiều người lao động nghèo khó, nhất là phụ nữ, thường tìm đến luật sư Hòa để tư vấn pháp lý. Bà chưa một lần từ chối. Cũng vì tính cách đó mà nhiều người xem luật sư Hòa như người thân, cần là chỉ đến tìm, bởi như lúc bà không chỉ giúp đỡ miễn phí mà còn cho thêm tiền, xe để đi về. Trước đây, khi tòa án chưa buộc luật sư phải mặc áo vest, luật sư Trương Thị Hòa vẫn thích mặc một chiếc áo dài nền nã, đơn giản để sát cánh bên thân chủ của mình. Thân cô thấy cô, bà chia sẻ, suốt bao năm nay tôi chọn hình ảnh giản dị như vậy để thân chủ có được cảm giác gần gũi, tin cậy mình hơn. Là luật sư hơn ai hết, tôi thấu hiểu nỗi khổ sở, thiệt thòi của người dân, nhất là người lao động nghèo, mù luật. Đã biết bao nhiêu trường hợp phạm tội chỉ vì không ý thức được hành động của mình phạm luật. Tôi quan niệm tuyên truyền pháp luật giúp cho người dân nhiều hơn là bắt tay vào từng sự vụ cụ thể khi đã xảy ra chuyện đáng tiếc, luật sư Hòa chia sẻ. Với nữ luật sư ở tuổi thất tuần này, niềm vui đơn giản mỗi ngày là được chứng kiến cảnh ban đầu người nghèo bước vào văn phòng bà thì vẻ mặt căng thẳng, nhưng sau khi nghe tư vấn đã nở nụ cười nhẹ nhàng ra về. Văn phòng của tôi cũng như là nơi quẳng cánh lo đi để mà vui sống vậy đó, bà dí dỗm tâm sự. Khối bất động sản khổng lồ của vua cà phê Trung Nguyên. Vụ ly hôn kéo dài 4 năm của ông chủ tập đoàn Trung Nguyên đã hé lộ khối tài sản chung khổng lồ của hai vợ chồng. Tuy nhiên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói rằng tổng tài sản được đưa vào hồ sơ phân chia chỉ là phần nổi, còn giá trị thực phải lên đến con số gần 8.400 tỷ đồng, bao gồm cổ phần, tiền mặt và bất động sản. Trong khối bất động sản khổng lồ này là các dự án lớn nhỏ đang được tập đoàn Trung Nguyên đầu tư và triển khai tại Đắk Lắk. Tổng số vốn đầu tư vào các dự án này lên tới 3.000 tỷ. Khu đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh. Khu đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh có tên gọi chính thức là thành phố cà phê, do công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên làm chủ đầu tư. Đây là dự án được tỉnh Đắk Lắk cấp phép gần đây nhất và cũng là dự án lớn nhất mà ông vua cà phê triển khai. Dự án này có tổng số vốn đầu tư lên đến 2.800 tỷ đồng, tọa lạc tại 3 phường Tân Lợi, Thành Công, Thắng Lợi và xã Cư Bút, Buôn Ma Thuột. Tổng dự án 45 ha, nhưng chỉ có khoảng 10 ha là đất ở, dự kiến vào năm 2020. Khi dự án được lắp đầy sẽ có khoảng 5.000 người sinh sống, còn lại sẽ là cảnh quan hồ nước, công viên sinh thái. Ngoài ra, trong thành phố sẽ có trường học, trung tâm sức khỏe cộng đồng,
Trong năm 2018-2019, chủ đầu tư cho biết sẽ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật khu vực 19,4 ha, xây dựng 250 căn nhà ở liền kề, hoàn thành bảo tàng về cà phê, khu giáo dục. Đến năm 2020, về cơ bản đơn vị này sẽ hoàn thành toàn bộ thành phố với công viên sinh thái, văn hóa cà phê, trung tâm thương mại, khu biệt thự và nhà ở xã hội tái định cư. Khu du lịch sinh thái Mertrack. Dự án này có tên là trang trại và phát triển chăn nuôi gia súc kết hợp du lịch sinh thái xã Trong Á, huyện Mertrack. Năm 2004, tỉnh Đắk Lắk đã cấp phép chủ trương đầu tư cho tập đoàn Trung Nguyên tại công văn 23/CV Ủy ban Nhân dân. Dự án quy mô 595 ha, vốn đăng ký 68 tỷ đồng và đã được chính quyền địa phương cho thuê 3.779.471 mét vuông đất nông nghiệp để xây dựng các hạng mục đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, từ khi có chủ trương đến nay, Trung Nguyên chỉ mới tu bổ, nâng cấp một số đoạn đường, đất nội bộ, xây dựng một số nhà sàn theo kiến trúc dân tộc ED và chăn thả ngựa, heo lai rừng, còn nhiều hạng mục đầu tư khác vẫn chưa hoàn thiện. Dự án cụm thác Trainut, Resap Thượng. Khu du lịch cụm thác Resap Thượng và Trainut, huyện Rom Na được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao cho Trung Nguyên từ tháng 10 năm 2010. Với diện tích rừng và đất nông lâm nghiệp là 105 ha, tổng vốn đầu tư vào hai dự án này lần lượt là 82 tỷ đồng và 50 tỷ đồng. Dù cấp phép đã lâu nhưng đến nay, cụm thác Trai mới chỉ hoạt động một phần vào tháng 9 năm 2007, còn dự án tại đồi Cư Hắc Lâm vẫn dậm chân tại chỗ. Đáng chú ý, tuy chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư, nhưng Trung Nguyên dưới tên gọi công ty du lịch Đặng Lê đã đưa vào khai thác 3 năm nay với một số sản phẩm dịch vụ du lịch như cưỡi ngựa, vui chơi giải trí và cắm trại dã ngoại dưới chân thác. Nhà khách Trung Nguyên. Ngoài các dự án du lịch, một dự án khác của Trung Nguyên được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chấp thuận đầu năm 2014 là dự án nhà khách Trung Nguyên tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Dự án có quy mô gần 6 ha với số vốn khoảng 130 tỷ đồng nhằm thực hiện các hạng mục nhà khách, hội trường, biệt thự. Tuy nhiên, cuối năm 2016, chủ đầu tư chỉ mới thực hiện thủ tục trích lục bản đồ và đang thuê đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỷ lệ 1/500. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng ấn định thời gian thực hiện cụ thể yêu cầu hoàn thành dự án, đưa vào khai thác trước ngày 30 tháng 9 năm 2018. Dân mạng rần rần tiền nhiều để làm gì, và đây là câu trả lời của Ngọc Trinh. Những ngày qua, vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng chủ tập đoàn cà phê Trung Nguyên trở thành tâm điểm của công chúng và giới truyền thông. Câu nói tiền nhiều để làm gì của ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong phiên tòa cũng nhanh chóng trở thành trào lưu mới trên mạng xã hội. Khá nhiều nhân vật trong showbiz Việt đã bày tỏ quan điểm cá nhân về câu hỏi trên. Tuy nhiên, người được cư dân mạng gọi nhiều nhất lại là nữ hoàng nội y Ngọc Trinh, bởi người đẹp này từng gây tranh cãi với câu nói đình đám một thời: không có tiền thì cạp đất mà ăn à. Không biết vô tình hay hữu ý, nhưng bản thân Ngọc Trinh là những câu nói của cô lại chính là câu trả lời vừa vặn và thuyết phục nhất cho câu hỏi tiền nhiều để làm gì. Người đẹp từng thẳng thắn cho biết, thực ra bản thân Trinh rất mê tiền, để giúp đỡ cho gia đình vừa qua nợ nần khó khăn. Và thật, tiền đã giúp cho cô đổi đời một cách ngoạn mục, từ cô gái quê trở thành bậc trượng phu, phủ hàng hiệu khắp người và giúp gia đình sống sung túc hơn. Tiền cũng trở thành tiêu chuẩn để chọn bạn trai của Ngọc Trinh. Cô luôn chọn người yêu phải giàu có, biết chiều chuộng yêu thương mình. Phụ nữ thông minh yêu đàn ông giàu có tử tế, phụ nữ ngốc yêu đàn ông giàu có xấu xa. Chẳng ai thích đàn ông nghèo, Ngọc Trinh dõng dạc khẳng định có tiền mới yêu. Tôi nghĩ tất cả người phụ nữ nào có vị trí, có vẻ ngoài như tôi sẽ không chấp nhận được người đàn ông không có gì trong tay. Không cần lý lẽ quanh co hay triết lý cao xa, Ngọc Trinh đã đáp trả câu hỏi tiền nhiều để làm gì một cách đầy thuyết phục. Đây không phải là câu nói duy nhất cây sốt của Ngọc Trinh. Người đẹp này có những phát ngôn mà theo cô là rất thẳng thắn và thật thà, nhưng luôn gây tranh cãi, có người khen, kẻ chê. Phi Thanh Vân trả lời câu hỏi tiền nhiều để làm gì của vua cà phê Trung Nguyên. Vừa qua, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn cà phê Trung Nguyên, và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cà phê Hòa Tan Trung Nguyên.